thử thách tiêu diệt quái vật đầu loa các bạn ơi. Từ từ, chạy 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 chạy, mình chưa kịp nói xong nó đã vào nhà mình rồi các bạn ạ. Hiện tại là bây giờ mình đang ở trong cái căn nhà mình đang ngủ ấy, mình đang ngủ rất là ngon luôn, thì bọn quái vật đầu loa nó xuất hiện các bạn ạ. Thì là cái bọn quái vật đầu loa này, những bạn nào mà chưa biết về nó thì mình sẽ chia sẻ với bạn luôn. Đây là một chủng loại quái vật phải nói là nó rất là đông các bạn nhé. Chúng ta có thể tiêu diệt được rất nhiều quái vật rồi nhưng mà nó vẫn xuất hiện các bạn ạ. Bởi vì là đội quân của quái vật đầu loa hay gọi là quỷ đầu loa ấy, Sanderhead SCP-689 thì nó có ở khắp mọi nơi nha các bạn. Nó có thể ở trên kiểu như là nó kiểu là người ngoài hành tinh ấy, nó được phái xuống để nó tấn công thế giới này. Nó kiểu như nó xâm chiếm thế giới các bạn. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ tiêu diệt bọn quái vật đầu loa này cho bạn xem nha. Ok, một con các bạn ơi, bây giờ mình sẽ gắm bắt nó. What the hell? Mình sẽ từ từ nó trốn rồi bạn ơi, nó khôn lắm các bạn ạ. Ok, mình sẽ gắm bắt đầu luôn nha. Mày chết thì con. Súng con thua rồi bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng loại súng khác nha. Ok, mình sẽ gắm một người nó. Nó trốn rồi các bạn ạ. Nó trốn rồi. Mình phải đi ra vị trí khác. Ơ, từ. Ơ. Khoan bạn ơi. Có một con Sidenhead nắc nhỏ này các bạn này. Nó bé tí luôn đấy các bạn ạ. Con này nó con trẻ con. Chắc chắn là đây là cái tập đoàn, gọi là cái tập đoàn bố mẹ với cả các con nó đi cùng. Đây là những đứa con của Sidenhead nha các bạn. Nó rất là bé luôn, sẽ tấn công nó. Các bạn này, cái cơ thể, cái người chiều cao của nó chỉ cao hơn con người một tí thôi các bạn ạ. Mình dự đoán cái con này cao khoảng độ 2 mét. Còn cái con ở kia kìa, cái con ở sau cái nhà này này các bạn này. Thôi xong. Thật là kinh dị luôn các bạn ạ. Con Duck Sidenhead này nó chỉ đi qua người thôi, mình đã chết rồi. Ok, như vậy là mình đã hồi sinh. What the hell các bạn ơi, cái con mẹ của nó phải cao khoảng độ 20 cho đến 30 mét. Holy shit. Chết rồi, chạy thôi. Holy shit, may quá bạn ơi, nó không hẹn mình rồi. Từ từ, bây giờ mình phải trốn, từ từ. À đây, ok, từ bây giờ phải rút súng ra đã. Ok, bắn nó. Holy shit. Không thể được các bạn ạ, nó quá là nhanh đi. Con quái vật này thực sự rất là ghê sợ luôn. Các bạn ơi, các bạn có thấy sợ không? Sợ quái vật không? Holy shit, chạy. Ui, nó đang lùa mình các bạn ơi. Ok, vào trong nhà ngay. Rồi, thực sự mình rất là sợ các bạn ạ. Mình suýt nữa thì bị chết một lần nữa các bạn ạ. Ok, những bạn nào xem video của mình các bạn hãy cho mình đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các bạn có thấy sợ không? Thực sự mình rất là run luôn các bạn ạ. Sẽ bắn nó. Mình sẽ hy sinh cái cửa này của mình. Hai con tấn công mình rồi bạn ơi. What the hell, xuất hiện thêm một con quái vật Sidenhead Wood nữa các bạn ạ. Đây là chủng loại mới các bạn ơi. Nó là con Sidenhead Wood nha. Mình sẽ bắn nó. Từ từ, bây giờ nó đang ở ngoài, nó bao vây mình các bạn ạ. Mạnh đặc trưởng ạ. Ở ngoài bây giờ là có một con Sidenhead nhỏ nó gơ, nó rất là nguy hiểm luôn. Thực sự là Sidenhead nhỏ ấy, theo như mình nghĩ nó còn nguy hiểm hơn cả Sidenhead to, các bạn biết sao không? Bởi vì Sidenhead nhỏ nó có thể đi vào trong nhà mình được, nó có thể chui vào những cái chỗ nhỏ nhỏ được các bạn nhé. Cho nên là mình mà trốn ấy thì cũng rất là khó để trốn được nó luôn, bởi vì nó nhỏ mà các bạn. Ok, kìa nó, kìa chính xác của nó chưa? Ok các bạn, bây giờ mình sẽ lấy tên lửa ra đây. Từ mình chui qua ngoài cửa sổ đã rồi. Ok, từ what the hell. Rồi ok, bây giờ mình xuyên ra ngoài cửa sổ này để mình tấn công cái con Sidenhead đắt nhỏ này nhá. Rồi, hệ thống tên lửa nó phá mục tiêu và bắn nó. Boom, yeah. Holy shit. Nó đến với mình rồi. Holy shit, nó nhảy lên kia các bạn ơi. Không kịp các bạn ạ. Nó nhảy lên rất là cao luôn. Và bây giờ nó lại mò xuống. Vãi cả trưởng ạ, không thể làm cách nào luôn. Thực sự là mình cảm thấy rất là sợ nó rồi các bạn ạ. Từ từ chạy. Holy shit. Sợ té đái luôn. Không làm gì được nó. Từ từ. Nó, ôi chết rồi, bị bao vây rồi. Bị xuất hiện ở đây là chết rồi mà. Chạy. Trở ra tôi. Lạy chúa tôi. Lạy. Đi qua là nó ăn thịt rồi. Rất là sợ luôn. Thực sự rất là sợ các bạn ạ. Phải chạy nhanh vào trong nhà. Nhanh, khẩn trương. Bọn này nó lùa mình rồi. Chạy nhanh. Ok. Bây giờ chỉ có mỗi cái căn nhà này an toàn đối với mình thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đứng. Từ từ, con Duck Sidenhead vừa rồi nó đang ở đâu ta? Nó đang ở đâu ta? Bây giờ mình ạ, mình sẽ phải dùng tên lửa mình tấn công nó. Từ từ các bạn ơi, bây giờ không biết nó đang ở đâu các bạn ạ. Bây giờ đi ra ngoài ban công để tấn công nó bằng tên lửa không được, bởi vì là con Duck Sidenhead nó có thể nhảy lên. Nó đang đập phá nhà mình ở ngoài các bạn có thấy không? Cái tiếng rình rình ấy, nó đập phá nhà mình đấy. Thật là vãi trưởng ạ các bạn ơi. What the hell, nó đập phá. Ok, mình sẽ bắn con này nha. Sử dụng tên lửa bắn con này, không biết có kịp không các bạn, không biết bắn được không. Rồi, tên lửa đã xuất kích rồi. Ok các bạn, trúng rồi bạn ơi, trúng đích rồi. Rất là may là cái khoang cửa sổ này của mình khá to. Con quái vật nó đang đập phá nhà mình các bạn ạ.
Ô, từ từ, một con đang tiến lại gần kìa. Bây giờ nhà mình không biết nó có bị thất thủ nữa hay không các bạn ơi. Từ từ mình bắn con kia đã. What the hell, nó chặn rồi. Vãi trưởng à, làm sao bây giờ? Không ổn rồi anh em ơi. Từ từ, bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng một loại vũ khí khác thôi. Bây giờ chúng ta không thể bắn được nữa rồi các bạn ạ. Bây giờ vũ khí nào bây giờ? What the hell, bây giờ thực sự rất là khó luôn các bạn ạ. Bây giờ súng nào cũng có thể giết được nó đây. Mình sẽ bắn ra nha. Đây. Mày. Mình chấp nhận bị vỡ cửa kính. Bắn nó. What the hell, nó không chết các bạn ơi. Mày chết tại con. Không được rồi. Súng này không ăn thua các bạn ạ. Từ từ anh em. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi ra ngoài. Bởi vì nó cứ đứng ở đây thì rất là khó luôn các bạn. Holy shit. Vãi cả trường à. Cái khẩu súng này thực sự nó là holy shit các bạn ơi, rất là khỏe luôn. Bây giờ mình sẽ sử dụng khẩu súng này mình tấn công con săn hết kia nhá. Mày chết này con. Ok đi rồi. Vãi trường ạ, à, mình không ngờ cái khẩu này nó khỏe như vậy các bạn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ truy tìm dấu vết của con săn hết đắc kia. Bây giờ con săn hết đắc này nó đang ở loanh quanh đây thôi. Và mình sẽ phải tiêu diệt nó trước khi mà nó tấn công được vào trong nhà của mình. Ok các bạn, như vậy là mình đã tìm ra được một loại vũ khí rất là mạnh rồi các bạn nhá. Đây nó là một loại kiểu như súng pháo các bạn ạ. Đây này. Đấy, thấy không? Đấy. Quát ở nhau nó bắn ra được cái luồng đạn rất là lớn luôn. Và bây giờ mình đang thay đạn nhá. Thì là sao này hết này ấy. Nó có một lớp da rất là chắc chắn. Nó có thể bảo vệ nó bằng cái lớp da đấy. Và ấy, cái lớp da đấy nó có sản sinh ra những loại chất độc các bạn nhá. Nếu mình hít phải mình có thể bị ngộ độc và chết. Rất là nguy hiểm luôn các bạn ạ. Lớp da titan cực kỳ chắc chắn, nó có thể chống lại được những móng vuốt của những con quái vật khác. Và vũ khí có thể nói là khá là mạnh. Phải rất là mạnh, rất mạnh thì có thể tiêu diệt được quái vật đầu loa các bạn ạ. Ok, chúng ta nói thật các bạn là cái nhà mình trong khu rừng này thực sự rất là mạo hiểm luôn. Được cái là ở rất là sướng. Không khí rất là thoáng đãng, nhưng mà từ ngày bọn săn hết là tấn công ấy thì là nhà mình vẫn đang ngủ các bạn ạ. Nhảy qua bên này nhá. Chiu. Rồi. Ok, nhưng mà cái con đắc săn hết nó vừa tiêu diệt mình, bây giờ nó nhảy đi đâu rồi ta? Cho nên là các bạn biết cái sức mạnh của săn hết đắc chưa? Nó rất là mạnh luôn. Nó nhảy được cao và nó rất là nhanh nhẹn nha. Mình sẽ nhảy qua bức tường này. Holy shit. Rồi. Bây giờ không thấy nó đâu cả các bạn ơi. Không thấy nó đâu cả. Không thấy cái bóng dáng của nó đâu luôn. Nó đã trốn đi rồi các bạn ạ. Nó trốn đi rồi. Vừa rồi ấy thì mình còn nghe thấy cái âm thanh của nó cơ. Âm thanh nó phát ra. Nhưng mà bây giờ thì nó không nghe thấy nữa. Ôi, thật là vãi trưởng ạ, bây giờ không hiểu nó đang đâu. Từ bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng một loại vũ khí, đó chính là cái camera này, để mình truy tìm dấu vết của nó nha. Bây giờ là không nghe thấy âm thanh của nó nữa rồi. Và nó đang ở đâu? Đó là một ẩn số các bạn ạ. Nó đang ở đâu ta? Từ chỗ này bây giờ thì không có nó nữa rồi các bạn ơi. Hay là nó đã bỏ chạy rồi nhỉ? Mình nghĩ là khi nó bỏ chạy rồi các bạn ạ. Nó bỏ chạy rồi thì phải. Bởi vì là bây giờ nó không thấy nó nữa. Vậy nó đang ở đâu? Bắt đời heo, vừa rồi vẫn còn thấy nó lang vang, nó lai vãng ở đây mà. Sao bây giờ không thấy nó nữa ta? Đến cả cái âm thanh không thấy nó phát ra nữa các bạn ạ. Hay là nó đang trốn mình ở đâu nhỉ? Nó trốn mình để khi nào mà mình đi ra khỏi nhà bắt đầu nó bắt, hoặc là nó canh mình lúc buổi tối các bạn ạ. Bởi vì là những cái con lớn ấy thì mình đã tiêu diệt rồi, có khả năng là nó sợ mình rồi các bạn nhé. Có khả năng cao là nó đã sợ mình rồi. Mình nghĩ là như vậy. Nó đang ở đâu nhỉ? Thật là vãi trưởng các bạn ạ. Thế là âm thanh của nó. Ô lì xích các bạn kìa. Nó đang ở đâu nhỉ? Ui, đây bạn ơi. What the hell, xong một tìm kiếm mình đã phát hiện nó rồi kìa. Từ anh em ơi, từ rút súng ra. Từ mình sẽ quay lại cái cảnh này các bạn một tí nhá. Ok các bạn đã nhìn chưa? Đắc xa để hết này với cả một con kia lửa kìa. Có một con đang tiến lại gần mình kìa bạn ơi. Cái con kia rất là thông minh luôn, nó đi vòng các bạn nhá. Còn con đắc xa hết này nó hơi bị ngu một tí. Từ bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng súng ra. Đây. Khẩu súng này. Ok, bây giờ mình sẽ bắn nó. Mày chết. Yeah. Ok các bạn, như vậy mình đã tiêu diệt nó rồi. Bây giờ còn con đắc săn hết này nữa, bây giờ mình sẽ bắt tiêu diệt nó nốt nha. Đấy bạn này, các bạn nhìn chưa, nó không thể vượt qua cái hàng rào này, chắc chắn nó bị kẹt chân đây rồi. Rồi, kết thúc nó, ok. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Như vậy là cái clip này thì mình cũng đã tiêu diệt thành công săn hết rồi các bạn nhé.
Ok, mình đã đẩy lùi ra khỏi nhà mình rồi. Ok, cảm ơn cả các bạn xem clip này nhá. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Yêu tất cả các bạn. Bye bye.